Cháu có một con chim đực tôm đẹp cực kỳ luôn. Hôm ấm ấy, nó bắn cẳng lắm. Đang gần dần dần gần về rồi đấy. Nhảy. Con ngoé ngoài kia là con mái đúng không? À. Sáng mới mang lên nữa. Cũng đứng kiểu thế kia. Hôm ở dưới nắc đạo ấy, có con hay thật dũng cảm. Đánh nhiều quá. Bỏ mẹ thung. Đéo thấy đâu nó xuống. Đi mấy hôm liền không thấy. Nhưng phải biết nó ở điểm này. Ở đấy suốt cứ treo rồi gặp. Nhưng bị khi quay lại mấy hôm đấy. Sau ăn Tết xong ra xuống đã thấy nữa. Chúc nó khi hay là gì ạ? Nhảy không? Mấy giờ chú phải đi? Chiều 4 giờ đi. Con của chú là nghĩ là đến đánh đôi, nghĩ là chú mang lồng đến nhân chỉ con mồi kia nó chỉ hát một ít một lúc thôi là nó ngủ xuống này xong và nó cứ vẽ vẩn ở ngoài nó kéo vào nghĩ là mồi bụi mồi mình nó cứ căng. Hôm nếu đánh cả buổi trưa.